Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn quay trở lại channel Hoành Tình Vitex. Trước mặt các bạn đó chính là con Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Đặt trước ngay siêu phẩm nhận bộ quà tặng trị giá 6 triệu đồng. Note 20 Ultra giá hiện tại là 29.990.000. Các bạn chờ đón gì ở con Note 20 Ultra này với camera cực đỉnh, chip cực mạnh, chiến game cực ngon, thiết kế cực đẹp, nói chung là tất cả mọi thứ đều cực là ngon. Thì hôm nay mình sẽ test game trên con này cho các bạn nha. Nói chung là con này không test cũng biết là ngon rồi. Giá 29.990.000 chơi game mà không ngon nữa thì ôi thôi. Hôm nay mình sẽ test Liên Quân trên Samsung Galaxy Note 20 Ultra cùng các bạn nha. Đây, cầm trên tay review một chút xíu cho các bạn nhìn cho đỡ thèm. Samsung Galaxy Note 20 Ultra sử dụng màn hình rộng lên tới 6.9 inch. Chiếc màn hình trang viên của Note 20 Ultra có độ phân giải UHD cộng và sử dụng công nghệ Dynamic AMOLED 2X cho độ sáng tăng thêm 25%. Ngoài ra, màn hình của Note 20 Ultra còn có tốc độ làm tươi lên tới 120Hz nha các bạn. Samsung Galaxy Note 20 Ultra chạy hệ điều hành Android 10 được hỗ trợ bởi chip Exynos 9908 nhân 2x2.73, 2x2.5 và 4x2.0GHz, chip đồ họa Mali G77 MB11. Với viên RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB, con này thì có khe trợ thẻ nhớ tối đa lên 1TB. Trang bị viên pin là 4500 kèm sạc nhanh 25W. Thiết kế nguyên khối, khung nhôm và mặt lưng là kính cường lực, dày 8.1mm và trọng lượng là 208g. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn test game Liên Quân Mobi trên Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Mỗi lần mà mình test một dòng sản phẩm nào mà cao cấp á, của tất cả các hãng luôn, thì thực sự là mình biết là chắc chắn dòng sản phẩm đó sẽ chơi ngon, nhưng mà mình vẫn test cho các bạn coi cho vui nha. Đây, màn hình tràn viền các bạn, rất là đẹp luôn. Và màn hình con này là cực sáng luôn nha. Mình tăng maximum độ sáng lên các bạn, nhìn chóng mặt luôn á. Ok, con này thì bật đẹp bếp cao đó là chuyện đương nhiên rồi. Độ phân giải HD ở mức siêu cao, chất lượng hình ảnh thì ở mức HD, nhưng mà dữ liệu HD thì chưa tải xong nên chưa bật HD được. Nói chung là mắt setting trên Samsung Galaxy Note 20 Ultra với Liên Quân Mobi. Bây giờ thì mình sẽ vô mình cùng các bạn trải nghiệm game nha. Và cùng đánh giá về thông số kỹ thuật cũng như là những tính năng nổi bật trên con Samsung Galaxy Note 20 Ultra này. Và mình sẽ chơi ở chế độ đấu hạng nha các bạn. Lâu lắm rồi thì mình không test game trên kênh Hoàng Tiện Vitex. Thì mình mới quay trở lại đây thôi. Thì nói chung là cũng được rất là nhiều bạn ủng hộ. Cảm ơn các bạn thật là nhiều. Mình xúc động lắm luôn. Và mình sẽ chọn con Terra nha. Chọn con Terra để cùng các bạn test game Liên Quân trên Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Ok, vô game thế nào các bạn ơi. Samsung Galaxy Note 20 Ultra sẽ có hai bản để các bạn lựa chọn nha. Bản mình đang test game cho các bạn là bản 4G với RAM 8GB. Có hai lựa chọn về bộ nhớ là 256GB và 512GB. Còn một bản 5G thì RAM là 12GB nha các bạn. Và có 3 sự lựa chọn bộ nhớ là 128, 256 và 512GB. Ok, tăng max setting Liên Quân Mobi với Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Bản 4G thì giá là 29.990.000, còn bản 5G giá là 32.990.000. Hiện tại thì khi các bạn đặt hàng tại Thế Di Động thì sẽ được
tặng một bộ quà tặng trị giá 6 triệu nha, quá là hot luôn. Terra, Terra, gấu trúc sẽ đánh với Terra. Liệu thì trúc và búa thì ai sẽ thắng đây? Đương nhiên là búa thì đập phải gãy trúc rồi. Nhưng mà khi Tara vào tay của Hoàng Tiền Retest thì ôi thôi, chắc các bạn chỉ nhìn cười thôi. Thực sự thì mình rất là thích con này khi cầm chơi game nha các bạn. Note 20 Ultra thiết kế khung bằng nhôm và mặt lưng là kính cường lực dày 8,1mm và trọng lượng là 208g. Đây, mình sẽ tăng maximum độ sáng lên cho các bạn luôn. Thực sự là cái màn hình của con Samsung Note 20 Ultra này nó rất là sáng luôn nha các bạn. Rất là sáng luôn. Các bạn có thể đến Di Động để trải nghiệm rồi, thực sự mà nó là chính xác nha. Các bạn để ý thì Note 20 Ultra thiết kế cái phần đầu cũng như là phần đuôi của điện thoại á, thiết kế khá là vuông vắn. Khi các bạn cầm chơi game thì nó nằm sát trong lòng bàn tay và nó bám chắc lòng bàn tay của mình luôn. Rất là chắc chắn luôn nha các bạn. Đây là điểm mình thích nhất khi cảm giác khi cầm chơi game. Tiếp theo là về màn hình thì Note 20 Ultra sử dụng màn hình Dynamic AMOLED 2X nha các bạn. Độ phân giải là 2K+, màn hình rộng 6,9 inch, màn hình tràn viền mà rộng 6,9 inch, nó như là một cái máy tính bảng mà thời xưa các bạn. Cái máy tính bảng thời xưa là 7 inch đó, là các bạn biết màn hình con này chơi sướng cực đã luôn, đặc biệt khi được trang bị kính cường lực Corning Glass Vistus quá đẹp. Chiếc Exynos 990 8 nhân, 2x7.3, 2x2.5 và 4x2.0. Ôi má ơi, quá là mạnh. Điểm ấn tượng tiếp theo đó chính là về viên pin nha các bạn. Con này trang bị viên pin là 4500 kèm sạc nhanh 25W. Khi các bạn sạc đầy 50% pin thì trong vòng 30 phút thôi nha. Sạc nhanh không dây thì trang bị là 15W và sạc ngược không dây là 9W. Các bạn nhìn trên màn hình mình test game là đã thích rồi, mà khi các bạn ra ngoài các bạn test thực tế thực sự là ui sung sướng cuộc đời mà rung rụng rúng luôn, sướng lắm các bạn. Đúng là tiền nào của nấy đúng không? Kênh của mình thì mình thấy nói chung là chủ yếu anh em quan tâm đến dòng sản phẩm giá rẻ tầm 5 triệu đổ xuống thôi. Và mình biết là mình test con này nói chung là cũng ít người mua vì giá con này cũng khá là cao. Nhưng thực sự thì những bạn nào mà đang có dự định mua một dòng sản phẩm điện thoại với màn hình lớn, chip mạnh, pin trâu, camera đẹp, nói chung là thiết kế ấn tượng á, thì năm 2020 này Samsung Galaxy Note 20 Ultra sẽ là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời nha. Ôi, sao tôi lại nằm chèm bẹp đây rồi? Ôi my god, tech game mà như vậy thì thôi thua rồi. Các bạn coi thì con này bật FPS cao và FPS của nó rất là đều nha. Rất là đều luôn, không rớt luôn. Nhưng có một điểm mình hơi, nói chung là thực sự thì FPS 60 thì cũng khá là ok rồi. Nhưng mà nếu con này bật FPS 61 thì còn ngon hơn nữa nha. Các bạn coi những clip mình test game thì các bạn có thể thấy có một số dòng sản phẩm vẫn chạy được FPS 61 nha. Con này thì bật FPS 60. Ôi, nói chung thì đối với mình thì con này cũng quá là ngon rồi. Tiền nào thì của nấy thôi các bạn ơi. Samsung Galaxy Note 20 Ultra thì hiện tại có 3 màu để các bạn lựa chọn, là đồng ánh kim, đen huyền bí và trắng huyền bí. Thì nói chung là mình đang cầm trên tay test đó chính là con đồng ánh kim nha các bạn. Yo, tè ra. Ôi, từ nãy giờ chưa hạ được một mạng nào, bị hạ tới một mạng rồi. Giáng Long Thập Bát Trưởng mày hả? Trời ơi, cấu trúc ra đây nói chuyện tay đôi mày nhát như con thỏ đế đi vô bám trụ thì ôi trời ơi,
Con này các bạn biết là cái tần số quét màn hình của nó là 120Hz, nhưng khi các bạn chơi game hay là xem phim thì cái tần số của nó sẽ giảm xuống nha, sẽ không còn 120Hz đâu nha. Đặc biệt thì mặt lưng của Note 20 Ultra vẫn được làm bằng kính, nhưng thêm vào đó đã được phủ một lớp sơn để chống bám vân tay, thì các bạn có thể thoải mái sử dụng mà không sợ lòi bám vân tay như là mặt kính thông thường nữa. Cấu trúc nè. Ồ, không phải cấu trúc hả? Triệu Vân, ha, ngon lành cành đào. Nè, sao mà cho mà chịu hồi luôn nè. Sợ chạy xúc quần luôn. Quá là ngon các bạn ơi, quá là ngon luôn. Thì mình có làm clip mở hộp con này, thì các bạn có thể coi những video trước nha, để tận mắt chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp cũng như là những tính năng nổi bật ở trên con Note 20 Ultra này. Ngoài việc chiến game thì Note 20 Ultra còn có khả năng quay phim chụp hình cũng rất là ấn tượng nha các bạn, với camera chính độ phân giải là 108 megapixel, khả năng zoom lên đến 50x và quay hỗ trợ quay 8K cực là đỉnh. Gilded, trưởng cái gì mà mắt nhắm mắt mở vậy em? Vô đây nè, nè, trưởng nè, né. Liu. Trưởng người ta mà không trúng nữa. Ok, các bạn đang coi clip mình test game Liên Quân Mobile trên Samsung Galaxy Note 20 Ultra với giá là 29.990.000. Chip Exynos 9908 nhân. RAM 8GB, bộ nhớ 256GB. Màn hình trang viên 6.9 inch, trang bị viên pin là 4500, kèm sạc nhanh 25W. Con này thực sự thì các bạn nhìn kỹ, theo như mình cảm nhận thì nó không có tràn viền hết nha các bạn, mà nó chỉ tràn viền có nửa thôi. Ủa, cái gì vậy? Đậu xanh cái thằng Triệu Vân này thiệt chứ. Người ta đã nấp vô bụi rồi mà còn không tha nó vô mà ăn hiếp người ta, thì người ta thân phận đàn bà, thì thằng Triệu Vân này độ dẻ rách đàn ông thúi. Ghét mày con này, tôi trả thù nó, chạy chút quần Triệu Vân quốc nó sắp bà sôi. Alo yeah. Mày hả mày, trời ơi, đủ Triệu Vân cùi bắp dữ trời, mày chạy hả con, chạy nè. Sức mày hả bưởi, dứt hên cho em đó nha em. Tài ra cũng hay quá. Úi, trời ơi, lại là Triệu Vân. Sao mày cứ gây phiền hà rắc rối cho tao vậy? Thương người ta thì nói đi, xong cứ canh người ta mà chụp quýnh hoài vậy thôi chứ. Giận hết sức à. Thằng Triệu Vân này không biết có kẻ thù với mình không? Ai đang chơi con Triệu Vân mà coi clip này của mình thì nhớ comment cho mình nha. Bực mình quá đi à. Cấu trúc nè, cấu trúc nó sợ mình nó chạy, còn Triệu Vân thấy mình có bu vô. Ngược đời thiệt chứ. Trận này thì bọn mình đã kết thúc bằng một trận win nha các bạn. Mình thì mình chơi hay mà, thì mình không có muốn quay cái cảnh mình chiến thắng, nên thôi mình đến đây mình xin phép mình được dừng video nha các bạn. Nói thôi cho vẫn tiếp tục chơi một chút xíu. Đất này thiệt chứ, cái trưởng tầm 7 tầm 3 nè, sấp bà xôi vô u má ơi, 4-1. Không còn gì để bình luận và comment nữa rồi các bạn ơi, thực sự là tôi đã bị quýnh tơi tả và nằm bên một con sông rất là lạnh lẽo. Bồ tôi thì ồ, quên, cái trận này thì mình hình như là mình thua rồi vậy. Ai, chán bồ quá rồi, xong luôn, kết thúc một đoạn phim. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Mình vừa test game Liên Quân trên Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Các bạn có tiền có thể mua con này nha, đảm bảo cực ngon. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên subscribe, đăng ký kênh, like và share thật là nhiều để ủng hộ cho Hoàng Tiền Retest. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.